Thời tới cản không kịp, ngày mai là thứ hai, tức là ngày 27 tháng 7 âm lịch. Các con giáp tuổi Tý, Sửu, Mậu, Tỵ, Tuất, Hợi sẽ đón chờ một tuần mới khá là thăng trầm. Trong tuần này có 4 điềm báo mất tiền quan ổn và một mẹo xả vận xui thơ dành riêng cho các bạn như sau. Thứ nhất, trong tuần này có hung tinh là đại hao, các bạn dễ bị lừa lọc trong đầu tư kinh doanh, mua bán chậm chạp ế ẩm, dễ thua lỗ. Thứ hai, lời dụ dỗ đường mật và những cuộc hẹn hò gặp gỡ với người mới trong tuần này hãy nên cẩn thận vì đây là tiểu nhân làm cho các bạn vừa mất tình duyên vừa mất tiền bạc. Thứ ba, có hạn quan trần và hạn đại hao trong tuần này, các bạn hãy cẩn thận mất tiền và tài sản, hãy giữ tư trang nơi đông người, tuần này dễ bị mất trộm. Thứ tư, trong tuần này tuyệt đối không cho vay mượn, nếu không sẽ mất cả tiền lẫn tình bạn. Cái thứ năm, mèo xả vạn xui tương sinh tài lộc dành riêng cho 6 con giáp này trong tuần này là nên mang theo bên người một túi lọc đồng tâm, dây chỉ đỏ hỗ trợ vận may tương sinh tài lộc. 6 con giáp này hãy xả vạn xui ngay tại đây và đón chờ thông điệp cho tuần mới. Chúc các bạn lộc tài.